À, em xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em chia sẻ các bác một số tác phẩm. Tác phẩm đầu tiên là tác phẩm Xương Cá, gọi là Mai Đá. Tác phẩm này thì được cái là thiên nhiên tạo cho. Được cái phần chân gốc này ngày xưa là nó ôm nguyên một cái khối đá, đấy, tì vách và vẹn. Cây thì nó cái sự sống của Xương Cá và Mai Đá này nó rất là khỏe, bền và những cái điểm cắt nó ve sẹo rất là thích. Đấy. Mà thân thì nó như một cái thân cây nguyệt quế. Đấy, thì đây cũng làm rất là lâu rồi. Thì hôm nay xin chia sẻ các bác. Cây này được cái là lá xanh, mà mùa cứ cắt lá ra thì nó ra những cái búp đỏ như này. Đấy, lá nó nhỏ xanh. Mà dàn cành thì làm lâu cái bộ xương nó thích nhá. Đây là trước là những cái bông cổ thì nó dài hết, đêm nhả ra để cho thoáng xong bắt đầu chỉnh lại. Đấy, cổ ngọn, đường cua cổ ngọn. Đấy, máy quay chi tiết cho các bác xem cái này. Phần bên này thì cây đã lâu thì những cái điểm lu này, điểm tật nó xù ra rất là thích. Nhìn cái điểm lu xù ra này mà những cái cây xanh, cái cây si mà nó lu bìu này thích. Như cây này nó cũng thời gian nó cũng rất là lâu, nhiều năm. Mình khai thác nhiều năm. Nó vẹn toàn mà cây nó to mà có nét nét này, những cái dàn cành em làm lâu rồi. Nó từ đây cung ra, mới đầu nó cũng chỉ là một cái mầm thôi, nuôi ra đấy. Cái này có những người xem là cũng có như Trung Quốc là cũng rất là nhiều người chơi. Đài Loan thì cũng xem những cái cuộc triển lãm nó cũng một số cây. Nhưng nó không được đẹp như Việt Nam mình, tại vì Việt Nam mình cũng có những cái núi ấy, hay là dân hay chặt đấy. Hay chặt hay phá thì cây nó mới đẹp được. Đấy. Còn nếu lên thẳng để mà nó chuồn chuỗn thì nó không đẹp. Cây này nó được những cái vế mặt rất là đẹp. Máy quay quay sang lựa sang bên này cho các bác xem. Vì không gian của một cái cây nó rất là quỳ vĩ. Nó đặc trưng là nó có những cái cốt phác của cái cây nó rất là thu hút phần chân bệ, chân móng ra vén đây và nó tạo lên đây những cái phần xử lý nó từ ngày xưa nó xử lý một nó ve như này đấy, ve tỉ trông nó hồm và phần chân bên này gồ lên đây gấp lại chân nó rất là rất là nghệ thuật mà nó quái cây. Rồi giờ máy quay quay để đo kích thước báo giá cho các bác cái tác phẩm này. Đấy, giờ em đo hết cái phần chân gốc cho các bác xem nhé. Cái này là 2m68 này. Đấy. Thân gốc rất là to, trên một cái bể này nó cũng đã là, cái bể này là 1m55 này. Đấy, thì bây giờ em đo kích thước cho bác là cái chiều tàn ra đây là 1m36, chiều cao của cái này từ miệng chậu lên chiều cao là 1m68. Chiều cao 68. Đấy, thì nó là một cây thực sự các bác này nó thiên nhiên tạo rất là quý. Cái tác phẩm này thì cũng xin chia sẻ để cho các bác là 36 triệu. Bao ship cho các bác nhé. Rồi các tất cả anh em miền Nam miền Bắc. Đấy. Bác nào miền Bắc thì em vẫn bớt ra lọc cho các bác. Đấy. Một cái tác phẩm rất là quý đẹp. Nhiều bác như là anh em Hải Phòng vừa rồi cũng mua những cái tác phẩm như 30 40 triệu, mười mấy triệu cũng rất là thích, bác về chơi nó sướng vì đã khi biết chơi với dòng này rồi thích lắm, làm nên nó cái bộ xương bộ răm nó phê pha. Rồi tiếp theo sang một cây nữa đấy, tiếp theo thì cũng xin chia sẻ các bác một tác phẩm ruối. Cái này thì em vẫn đang nuôi, vẫn đang làm cắt. Và cây này thì cái phần chân nó xuống nữa.
Thì hôm nay cũng chia sẻ các bác vì sao của sao là lắn làm như thế nào. Thì bây giờ như bình thường là một cái cây này em cũng đã lựa được cốt rồi và em vào tay này. Đấy, vào tay để làm sao xếp cho cái ngọn nó côn. Đấy, đường xếp thì em đây em đưa một cái dây nhôm ra đây em thiết xong em nắn. Đấy, nắn ra. Cái này thì nó được cái là nó côn rồi nhé, nó ngoắt thoáng này và được cái tay khuỷu này. Tay khuỷu này em rất thích để cho bay ra. Đấy, cái này tay này sau em sẽ làm dài nuôi. Đấy, để cho đường chạy ra đây. Và thân bệ đây là nó liền hết, có độ lu độ già. Đấy, thì hôm nay cũng xin chia sẻ các bác cái cốt dưới này. Thì cũng hình dung để cho các bác mới đầu ban đầu thì làm sao mình cứ đưa làm sao cái tay từ những cái tay một để đưa thoát ra. Cái này thì sau là em xé từng đây là vào khung để cho tay to theo cái này. Thì còn sau này em sẽ xếp từng bông một, mỗi một cái cành đưa ra em tạo thêm một cái bông. Đấy. Bây giờ đấy cho các bác biết đây, lựa sang bên này để cho các bác xem cái độ cái cốt của cây. Đấy, cái cốt của cây nó thích. Vì sao nó thích là như cốt này mà nó cũng là như cốt Nam Điền hay Si hay cốt gì cũng được. Dưới thì cũng là một cái dòng Hoàng Anh mộc dăm nó đẹp. Đây cái cốt nó như này. Đấy, em tạo lên mới chỉnh chu hôm qua, mới chỉnh xong. Thì cho các bác biết nhìn cái cốt này nó thích thời gian nó này. Và cái độ côn của cây, sẹo thì ít. Đấy, côn cây nác ra này. Nó rụt như thế này. Mình càng làm thu bao nhiêu thì cái cây nó cổ thụ bấy nhiêu. Nó đẹp. Thì cốt này em đang cũng làm. Thì cũng phải bác nào thật là yêu thích thì mới điện cho em. Đây thì cũng xin chia sẻ, cũng nói chung là đến các bác là cái mặt cây thì nó cũng rất là phong phú thì tôi cũng vẫn làm, nhưng bây giờ làm thì cũng để cho thời gian nó hoàn thành. Đây thì chia sẻ các bác đấy. Những cái cốt cây nó như này. Và sang bên này không biết này. Rồi thì cũng chia sẻ các bác để gọi đo hết, nhưng mà đo cái gọi là cái phần đường kính của cây thôi để cho các bác biết này. Kính ra đây là vào 86 phân, còn từ bệ cái mặt bệ nó xuống tí nữa thì đến đây thì là em đang làm là 1 m 12 phân cực lùn. Đấy, còn từ trên miệng này thì là 1 m 05 phân. Đấy. Một cốt rất quý nhá, thì cũng xin chia sẻ các bác, thì các bác nào yêu thích thì điện cho em nhá. Rồi em tiếp theo sang một cái cốt nữa, cốt này thì cũng là để chia sẻ để các bác biết để vào tay vào chân cho nó phù hợp. Đấy, xin chia sẻ các bác là một cây hoa giấy gốc rất là to, một cây gốc thật sự là to, tay cành em làm kỹ hết rồi, giờ bắt đầu đang bung hoa. Đấy, một cây cành bay kia là chào khách này. Các bác để cửa hay để không gian rất là đẹp luôn. Đây những cái thân nó to nó lục lạc như này. Nó lên kia nó lắc ra. Đấy. Bông tàn bây giờ nó đang bung ra. Các bác để một chiếc cửa chơi Tết hay để quán hay để một cái khách sạn nào thì cái hoa giấy rất ý nghĩa. Đấy. Hoa nhìn nó chít này. Chơi như những cái cây hoa giấy Đài Loan. Đấy. Đẹp. Nó rực rỡ này. Đấy. Bông hoa nó tươi đẹp như này. Thì các bác nhìn lên đấy, cái lượng thân này. Đây, thân lên, các bác nhìn cái tổng cành mà bay ra. Đấy, ra đoạn nào em chia sẻ những cái cành bông là nó cân đối đến đấy. Đấy, từng bông một. Rồi về phía bên đằng này thì nó là em có một cái cành này nó đổ ngoặt lại thì nó ra đây. Nó hồi lên để em uốn nắn xuống làm từng bông một ra đây, xếp từng bông. Giờ những bông này cũng đang bung hoa hết rồi. Đấy, cũng xin chia sẻ các bác cái này thì thân bệ gốc này 85 phân này, 85 phân chiều dài tàn 2 m 6.
Chiều cao là 2m35. Đấy, chiều cao là 2m35. Đấy thì hôm nay cũng xin chia sẻ với anh ấy, các bác cái tác phẩm này. Một tác phẩm hoa giấy bay mà to hoa gốc. Cái tác phẩm này là ở nguyên miền Bắc chuyển đến tận nơi là để cho các bác là 65 triệu. Đấy. Còn bác miền Nam là em cộng thêm 10 triệu tiền cước nữa là 75 triệu. Đấy. Phục vụ các bác đến tận nơi. Một tác phẩm hoa giấy to mà tay cành cốt cách như này. Đấy. Rất là đẹp, bông hoa rất là đẹp. Rồi, tiếp theo sang một cây nữa. Tiếp theo xin chia sẻ các bác một cây dưới nữa. Đây là một cây dưới dáng trực. Dáng trực, dáng mẫu tử. Thì em tạo thêm có 4 cái tử vòng quanh. Đấy. 4 tử để cho cân đối. Gốc thì là một cái gốc khai thác rất là nu cổ thụ, lùn nực, chân bệ cũng rất là đẹp. Đấy, gồ ghề, thân lên đây, một thân to. Cái độ côn của cây nó xoáy lên lên đây. Thì đây em xử lý đang nuôi cái ngọn. Phần bông tàn thì cũng làm đang làm là cũng rất là cân đối rồi nhé. Đấy, cho các bác biết lựa lựa sang bên này cho các bác cũng xem một phần cốt vách của một cái cây. Một cây dáng mẫu tử. Đấy, những cái tàn bông này, còn cái này là em để cành thở cho to cái cành ra. Đấy, xin chia sẻ là mặt mặt nào nó cũng đẹp. Đấy, điểm nắc. Cun lên như này, điểm ve. Đấy, làm là 4 vòng quanh. Những cái phần chân để làm thêm những cái tử cho nó rất là phù hợp này. Cái này phốc phác lâu năm cổ thụ có những cái điểm u biếu. Nó lạ cái vấn đề này, tôi thân gốc nó cũng đã thế rồi mình tạo thêm 4 cái tử cho nó phù hợp. Con này thôi không đo chân rễ nữa mà đo cái thân từ cái thân u biếu này cho nó. Đo cái thân u biếu này nhá. Đoạn bắt đầu thân trên này là 1m44 phân, 45 phân. Đấy. 1m45. Và tổng tàn là 1m35. Chiều dài tàn. Độ cao thì sau này làm đến đây thôi. Là 1m50. Đấy, một cây trực mẫu tử và có cái đặc biệt là lâu năm, lu. Lu này lu tự nhiên, lu xệ lâu năm. Đấy, rất côn. Và cây đạt được tiêu chí là côn lùn. Giá thành thì cũng xin chia sẻ các bác cái cây này. Để cho các bác là 85 triệu miền Bắc, còn miền Nam là thêm 5 triệu nữa. Đấy. Là 90 triệu tại vì cái cước vận chuyển này nó rất là xa. Và trên cái bể này là một cái bể bầu dục rất là to nhé. Đấy, cái bể lâu năm. Rồi, tiếp theo sang một cây nữa. Xin chia sẻ các bác tiếp theo chia sẻ các bác một cây hoa giấy thác đổ đang chuẩn bị bung hoa nhé. Cây này thì bây giờ cũng chia sẻ các bác này, bây giờ nó cái điểm đổ của nó từ trên này. Gốc này nó gập xuống đây. Gập dây gập vào đây và nó đổ ngoặt xuống đây. Đấy, ngoặt xuống đây, ngoặt ra đây. Đấy. Một bông này, hai bông này, ba bông này, bốn bông này, năm bông, sáu bông, bảy bông, tám bông, chín bông, 10 bông. Đấy, và phúc này. Đấy, 11 bông mà nó có một cái nét đổ rất là tự nhiên. Em làm cây này nó một cái nét là nét nghệ thuật đấy. Đấy, xin chia sẻ các bác để một cái cây đổ mà độ một cái nét đổ tự nhiên như này, mà hoa đang bắt đầu bung bung hoa đẹp này. Đấy, ngả xuống rất là đẹp nha. Phần thân gốc và có độ gù gấp. Phần gốc đây là 32 này. Tổng tàn bay đây là 62 này. Điểm tàn ra đây là 60. Đến tâm là 60.
Đấy, cây này thì cũng xin chia sẻ các bác là một cái cây đổ đẹp như này. Mà dáng này nó là một cái nghệ thuật thời gian nào cây thì cũng lại phải lựa. Nhưng mà cũng xin chia sẻ các bác cây này để cho các bác là 9 triệu rưỡi. Cái nét nghệ thuật vì nó là làm một cái cây rất kỹ, có cái điểm khúc khuỷu của cây đổ xuống đẹp. Lời cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin chào tất cả các bác nhé. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.